Vậy là chỉ còn một tháng nữa, năm 2023 sẽ qua đi. Tháng 12 năm nay lạ quá, chẳng có gió rét, áo khoác, khăn len, chỉ có những ngày nắng ấm như đầu hạ. Năm nay kinh tế khó khăn, làm gì cũng vất vả, cuộc sống hối hả với bao điều lo toan. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần hết năm rồi, Tết lại sắp đến. Những ngày cuối năm, dường như mọi lo toan bộn bề tạm lắng xuống khi đêm lạnh hơn. Một năm 365 ngày đi qua, có buồn, có vui, có tiếc nuối, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Một năm thật vất vả, công việc bấp bênh, đồng lương ít ỏi và biết bao nỗi lo tương lai đè nặng lên đôi vai gầy. Có người vui vì đạt được điều mình hằng mong ước, có người buồn vì đã mất đi nhiều thứ quan trọng, lại có người tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một mối tình chân thành, rồi bỏ lỡ một đời. Những ngày cuối năm, mọi thứ có thể chưa ổn, nhưng đừng lo, cuộc sống ai chả có những lúc thăng trầm. Những ngày cuối năm, hãy sống chậm lại, tha thứ hơn cho lỗi lầm của những ngày qua, gật đầu để quên đi những điều không may mắn, phiền muộn, để hướng đến một năm mới an lành và hạnh phúc. Những ngày cuối năm, chỉ mong cuộc đời sẽ đối xử với mình nhẹ nhàng hơn. Chỉ mong sau một năm khó khăn ấy, giao thừa sum vầy đủ cả, gia đình hạnh phúc, an yên tận đáy lòng. Tạm biệt tháng 11, chào tháng 12, tháng cuối năm đã về.